gần Tết nè, mà quất một trận tuyết để chào mùa xuân nè. Đó, ghê gớm chưa? Nhưng mà nó cũng không nhiều. Này cũng ok thôi, nó không nhiều gì mấy. Chỉ có gió lạnh thôi, gió lạnh lắm ạ. Rồi xe này, nó đóng băng nè. Xe đóng băng nè. Lên đảo trọng. Ui, lạnh quá. Tuyết không? Đó. Đi sang sau nhà mình nè. Tuyết lạnh.